xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với hệ thống Hiếu Thanh Phát. Mình là Trúc Liễu. Thì những ở video trước Liễu từng review cho các bạn về dòng xe Hypercarbon hay là nhập khẩu Vario tay ga. Thì hôm nay Liễu được một số lời đề nghị review về dòng MX King với lại Ed trong nước. Thì hôm nay Liễu sẽ review cho các bạn về hai dòng xe này ha. Thì Liễu đầu tiên Liễu sẽ review cho các bạn về màu sắc và một số cái nước bên ngoài của xe này thôi ha. Còn về máy móc thì Liễu sẽ lùi lại ở video tiếp theo, tại vì bữa nay Liễu chưa có cơ hội để được trải nghiệm em ấy ha. Đầu tiên Liễu sẽ review chiếc MX King này trước ha. Rồi cùng nhau quan sát chiếc xe này. Phần mặt đằng trước của xe này, thì có cái chữ Yamaha trên này này, mà bên dòng Ed thì nó không có. Đây. Rồi cũng như những dòng xe nhập khẩu khác là luôn luôn có hai vị trí lắp đặt biển số, đó là trước và sau. Đây các bạn cùng nhau quan sát cái phần trước của xe này. Chiếc xe này là xe MX King màu xanh đen nha các bạn, cả bẹt là màu xanh đen ha. Và được kết hợp với lại mâm xe cũng là màu xanh luôn, đúng là một cái hợp hoàn hảo, tông sật tông luôn cho các bạn ha. Đây là phía bên tay trái của tay phải của xe này này. Đây là nút tắt xe khẩn cấp ha. Đây, cái nút không tắt này đây. Và đây là cụm đường xin ưu tiên. Đây là nút xin ưu tiên theo của mình ha. Đây là một điểm mát khác hơn so với lại dòng xe trong nước. Liệu Liệt sẽ review cho các bạn. Tiếp theo là về phần tem của xe. Được kết hợp màu xanh với lại màu này mà màu bạc nha. Và có cái chữ Yamaha màu trắng rồi này. Nó cũng không có cái gì đó nổi bật lắm. Kèm theo chữ dòng MX King là đây là cái tên của xe đây. Và cái khác hơn nữa so với lại dòng xe trong nước đó là có cái giò đạp này các bạn thấy cái điểm khác không? Có cái giò đạp, tại vì dòng xe MX King này thì có, còn bên dòng xe trong nước thì không có. Rồi các bạn nhanh quan sát cái xe một lần nữa nè. Hôm nay Liệu sẽ báo giá thẳng với em này luôn ha. Hiện tại thì em này bên Liệu đang bán với giá là 42 triệu đồng. Mình có thể trả trước cho bên Liệu tầm 8-10 triệu là mình có thể sở hữu được, lấy hồ sơ sở hữu em nó rồi ha. Tiếp theo Liệu sẽ giới thiệu cho các bạn, đây là Ed trong nước. Thì nó cũng không còn là xa lạ đối với chúng ta nữa ha. Rồi cùng nhau quan sát chiếc xe này ha. Đầu tiên là Liệu sẽ đi phía phần đầu trên này trước nè. Nó sẽ không có chữ Yamaha giống như là ở dòng xe nhập khẩu như hồi nãy Liệu mới giới thiệu. Tiếp theo là màu này là màu đỏ nhám nha các bạn. Cà vẹt ra là màu đỏ đen. Được kết hợp với lại mâm này là mâm độ màu cam luôn cho mình. Mâm zin của nó sẽ là màu đen nha các bạn. Nó phải là màu như thế này. Khá là nổi bật ha. Giống màu xe của chúng ta. Nổi bật hơn khi trên đường. Tiếp theo để sẽ giới thiệu cho các bạn về tem của xe ha. Tem của chiếc xe trong nước này thì nó phong phú hơn tem của bên dòng MX King kia. Nó có một số chi tiết nhỏ này, rồi này. Nó khá là nhiều chi tiết được kết hợp giữa màu trắng này các bạn. Có chút xíu màu đỏ như thế này nữa. Nhìn con xe chúng ta khá là độc và lạ. Màu đỏ xám này đang là màu được đang hot nha các bạn. Được khá là nhiều các bạn ưa thích ha. Theo phần sau của xe đó là phần xi nhan của xe. Bên Liệu có hỗ trợ. Đây là cái xi nhan zin này các bạn. Bên Liệu có hỗ trợ độ mâm thu nhỏ lại cho các bạn để chúc con xe chúng ta nó gọn gàng hơn ha. Nó không có rườm rà như các bạn quan sát ha. Cái xe bên này thì nhìn nó, cái phần nhan này nó hơi bự một xíu, khá là rườm rà. Bên Liệu có hỗ trợ độ nhỏ này này, thu nhỏ lại mà vẫn đảm bảo được độ an toàn khi chúng ta đi trên đường. Và tiếp theo đây là cái dè bảng số này các bạn. Của phần Ed trong nước thì nó gọn gàng hơn, cũng dòng MX King. MX King này nó khá là bự. Và nhà quan sát điểm khác nhau giữa hai dòng này ha. Tiếp theo chúng ta cùng nhau quan sát cái dè trắng bùn nè. Ở trong nước thì nó khá là bự, gần như nó ôm. Bên mình đổ lên. Đổ hả? Chứ bình thường nó cũng nhỏ nha. Rồi, các bạn nhau quan sát cái phần dè trắng bùn ha. Bên Liệu có hỗ trợ đổ lại, nó khá là bự. Đây, các bạn cùng nhau sát này. Gần như là ôm gần một phần tư cái bánh xe rồi. Khi chúng ta trên đường thì nó không bị bắn nhiều khi lên đi trên người á, khi trời mưa nó không bị bắn nước nhiều. Còn dòng zin của nó thì nó nhỏ có chút xíu à, nó ngắn tới đoạn này là nó đã hết rồi. Hôm nay Liệu sẽ đi thẳng vào báo giá chiếc em này luôn ha. Em này hiện tại bên Liệu đang bán với giá là 41.500.000 đồng. Các bạn có thể trả trước cho bên Liệu tầm 7-8 triệu là mình có thể lên hồ sơ trả góp em nó rồi ha. Thì hồ sơ trả góp bên Liệu hết sức là đơn giản.
chỉ cần chứng minh bằng lái hoặc là chứng minh hộ khẩu là được rồi. Bên Liễu có liên kết với 4 tổ chức tín dụng, đó là 4 ngân hàng cho mình lựa chọn: ngân hàng HD Saison, FE Credit, Home Credit và ngân hàng quân đội MB. Thì mỗi ngân hàng có mỗi mức lãi suất khác nhau, số tiền góp mỗi tháng của các bạn tùy thuộc vào khả năng chi trả của mình ha, và số tuổi trả góp phải đủ 18 tuổi nha các bạn. Cửa hàng của Liễu là ở siêu thị xe máy Hiếu Thành Phát, khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Các bạn ở xa mà chỉ cần cửa hàng Liễu mua xe thì cần tới cổng số 1 của khu du lịch Đại Nam, nhấc máy gọi ngay cho Liễu theo số điện thoại 0383 835 066. Liễu sẽ hỗ trợ ra đón các bạn về cửa hàng mua xe ha. Chúc các bạn một ngày mới làm việc tràn đầy năng lượng và vui vẻ. Các bạn có góp ý nào đó hoặc là có ý kiến nào thì comment bên dưới cho Liễu biết với ha. Muốn Liễu review thêm dòng xe nào nữa thì inbox trực tiếp cho Liễu hoặc là comment bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.